Trong Đấu La Đại Lục, thần khí đều được coi là một trang bị mạnh nhất. Có nhiều loại thần khí có sức mạnh tấn công mạnh mẽ, cũng có thần khí mang tính phòng ngự tương đương. Ở trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về Hải Thần Tam Sao Kích, kiện siêu thần khí của Đường Tam ở trong Đấu La Đại Lục. Đừng quên ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ CLTG nhé. Hải Thần Tam Sao Kích là vũ khí của Hải Thần Đại Nhân, một kiện thần khí chân chính. Đường Tam sở hữu Hải Thần Tam Sao Kích sau khảo hạch thứ 7 của Hải Thần. Đồng thời, lúc Đường Tam thông qua khảo hạch thứ 9, uy lực của nó cũng khác hoàn toàn. Hải Thần Tam Sao Kích chỉ có thể do chính Đường Tam cầm trong tay, không thể thu vào trong bất kỳ loại hồn đạo khí nào. Nếu như cố tình đưa nó vào trong hồn đạo khí đó nhất định sẽ bị hủy. Sức năng của Hải Thần Tam Sao Kích. Hải Thần Tam Sao Kích nặng 108 cân khi nó ở trong tay của chủ nhân nó, tức là Đường Tam và con trai Đường Vũ Lân. Như lúc nó rời khỏi chủ nhân, sức năng sẽ không phải là 108 cân nữa, mà là 1.800.000 cân. Đây là uy lực của siêu thần khí. Cho dù ngày xưa tăng tổ của Đường Tam là Đường Thần, tu luyện đến hồn lực 99 cấp, Hạ Thiên Trì cũng chỉ nặng 1.800.000 cân. Tam Sao Kích trong tay Hải Thần là vô kiên bất tồi, coi như thanh kiếm của Thiên Sứ Chi Thần cũng chỉ đạt 3.600.000 cân. Đến đây, nếu như các bạn đang thắc mắc, thì trong phần 3 Long Vương truyền thuyết, Đường Vũ Lân, con trai của Đường Tam, cũng đã vượt qua được Hải Thần Cửu Khảo, cũng có quyền sở hữu sức mạnh của Hải Thần Tam Sao Kích. Hải Thần Tam Sao Kích toàn thân dài 1 trượng 2, Hải Thần Tam Sao Kích lóng lánh kim quang vô hạn. Lưỡi kích của Tam Sao Kích, lưỡi ở giữa dài đến 2 thước, rộng nửa thước, hai bên lưỡi chính là lưỡi phù, gần sóng kim quang lóng lánh như lưỡi chính. Bên ngoài lưỡi phù đều có thêm một cái móc câu, cả ba lưỡi đều không thể nhìn thấy phong nhẫn, bởi vì kim quang hoàn toàn thay thế. Khi Đường Tam đối mặt với huyết hồn thú, anh chỉ cần dùng một kích đơn giản đã hóa giải hoàn toàn đối thủ, tay phải giơ lên, lấy uy thế ngập trời của Hải Thần Tam Sao Kích ngăn cản. Đường Tam xuất ra chiêu thức này, thậm chí không sử dụng một chút hồn lực nào, chỉ vậy thôi cũng khiến cho huyết hồn thú võ hồn chân thân đã đánh cho thành từng mảnh nhỏ. Vũ hồn chân thân mà đối mặt với một kích hời hợt đã khiến cho nó kết cục trở thành bị nghiền nát. Lúc này thì Đường Tam ngay cả chấn động từ Hải Thần Tam Sao Kích cũng không cảm nhận được. Tam Sao Kích có thể sử dụng lực lượng của biển cá, uy lực không thua kém gì Thiên Sứ Chánh Kiếm. Tuy nhiên, Hải Thần Tam Sao Kích sẽ mạnh nhất khi ở trên hải vực. Đây cũng là uy lực chính thức từ vũ khí mà Hải Thần từng sử dụng. Sức mạnh của nó chính là Hải Thần. Khi Đường Tam triệu tập thì Hải Thần Tam Sao Kích mới hiện ra. Hai bên đầu kích hình tam giác, hai bên đều có hoa văn hình lưỡi liềm. Tiên huyết của Đường Tam lan tới, nhuộm đỏ hai bên lưỡi kích, đầu kích rất lớn, hai chân Đường Tam phải phát lực, hai khối hồn cốt xương đùi 10 vạn năm phải trợ lực, tiếng cọ sát chói tai vang lên. Tam Sao Kích dần dần lên cao, tự hình tam giác kéo ra trường 3 thước, bề rộng mỗi bên, góc cạnh rõ ràng. Đầu kích mang thêm phần dưới nặng nề, dưới phần đầu kích bắt đầu ra khỏi đất. Tam Sao Kích chia làm 3 phần, hai bên lưỡi tương đối nhỏ, lưỡi ở giữa giống như một thanh kiếm, trung tâm vị trí kết nối ở phần lưỡi kích. Dưới ảnh hưởng sức mạnh phát ra từ bàn tay của Đường Tam, hoa văn trên cán của Hải Thần Tam Sao Kích bắt đầu thức tỉnh. Mặc dù quang mang không mãnh liệt, nhưng kim sắc hoa văn vẫn nếu so với bộ dáng toàn thân ngầm đen lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Nó theo tiên huyết chảy xuống dưới, kim sắc lúc này tràn ngập rất vào phần đầu của Tam Sao Kích. Hoa văn trên lưỡi kích bắt đầu đại phóng quang mang, kim quang như núi lửa bạo phát từ trung tâm của Hải Thần đảo phóng xuất ra ngoài mặt đất, chiếu rọi bao trùm cả người của Đường Tam bằng một tấm kim sắc lộng lẫy. Ánh vàng nhạt từ dấu ấn Tam Sao Kích trên trán của Đường Tam bắt đầu hiện ra. Hải Thần chi quang từ từ di chuyển từ dưới cán kích, trải qua cán kích dài hơn 1 trượng, rơi vào trên lỗ trống hình thoi trên Tam Sao Kích lộ ra trên mặt đất. Trong chốc lát, không khó phản phất ngừng động lại, vòng kim quang mãnh liệt từ trên đầu cán của Tam Sao Kích bộc phát. Đường Tam lúc này cùng với Hải Thần Tam Sao Kích bộc phát ra giống như thành một khối, kim sắc hoa văn giống Tam Sao Kích như đúc từ trên người của Đường Tam bộc phát. Ngay lúc này, kim sắc trên trán của Đường Tam là Hải Thần chi quang huyễn hóa thành lam sắc, một khối lam sắc sâu rộng như là biển. Từng điểm kim quang dần dần biến mất trong lam sắc, chỉ còn lại một màu lam tinh thuần. Một khối lam sắc từ trong mắt của Đường Tam chậm rãi bay ra, thông qua lam quang nó hình thành một cầu nối với lỗ trống hình thoi ở trên đầu của Hải Thần Tam Sao Kích. Lần đầu tiên Đường Tam sử dụng Hải Thần Tam Sao Kích, bởi vì dùng sức quá độ, vùng cơ ở sau lưng cùng với cánh tay số như bị bạo liệt. Thế nhưng Tam Sao Kích tượng trưng cho Hải Thần thần quyền, một lúc sau nó cũng động tĩnh, từ từ Đường Tam nhấc nó lên khỏi mặt đất. Lúc này Đường Tam bắt đầu nhấc kích lên, dấu ấn Tam Sao Kích vàng nhạt lần nữa biến thành lam sắc chói lọi, thần quang mãnh liệt kết hợp với Hải Thần Tam Sao Kích phóng xa thành một thể. Tam Sao Kích lấy trường kiếm ở giữa là chủ, hai nhánh hai bên là phụ.
Kim quan như mặt nước nhấp nhô làm chói mắt mọi người. Tiếng giống kêu không dứt phát ra từ cán của Tam Sở Kích. Khi mà Tam Sở Kích xuất hiện, trên bầu trời mây đen dày đặc, nó làm cho cả hải thần đảo trở nên tối sầm. Kim quang mãnh liệt phát ra, quang minh xua tan hắc ám. Nó có thể chiếu sáng cả hải thần sơn, cũng như chiếu sáng cả hải thần đảo. Kim sắc cực mạnh phóng lên trời xuyên thẳng qua mây đen. Hải thần Tam Sở Kích sở hữu Hoàng Kim Thập Tam Thức, đệ nhất kích vô địch phòng 3, kỹ năng khống chế mạnh nhất tại thần giới, tích hợp của tấn công và phòng thủ. Đây là kỹ năng khống chế duy nhất, đồng thời uy lực cũng là mạnh nhất, có khả năng phóng thích ra một thứ gọi là đa kính sắc quang. Mỗi khi bị trúng chiếu, bất luận đối thủ mạnh bao nhiêu đều sẽ bị tê liệt không cách nào di chuyển, có tác dụng trong khoảng 8 giây, ít nhất là 3 giây. Tuy nhiên, kỹ năng này có thể bị đối thủ né tránh hoặc phá hủy. Hoàng Kim Thập Tam Thức, đệ nhị kích Thiên Tái Khoảng Không Du, đây chính là kỹ năng tấn công đoàn thể. Bằng vào chiêu thức này, Đường Tam có thể kích trọng thương Bỉ Vị Đồng, đồng thời đẩy lùi 5 gã phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện khi mà hồn lực chỉ tới cấp 85. Ngoài ra, cậu cũng từng sử dụng chiêu này để phá vỡ hàng phòng ngự do 5 vị trưởng lão Hạo Thiên Tông hợp sức. Hoàng Kim Thập Tam Thức, đệ tam kích Nhất Khứ Bất Phản, kỹ năng tấn công đơn lẻ, uy lực vô cùng khủng khiếp. Bằng chiêu này, cậu lần thứ hai đánh trọng thương Bỉ Bỉ Đồng, mà lúc này Bỉ Bỉ Đồng đã thăng đến cấp 99, còn Đường Tam vẫn đang ở cấp 85. Đệ Thập Tam Kích, Nhân Kích Hợp Nhất Đấu Chuyển Tinh Di, kỹ năng tấn công đơn thể, mượn lực đả lực, sức mạnh tạo ra vô cùng khủng khiếp. Thiên Sứ Thần Thiên Nhậm Tuyết dưới một chiêu này cũng phải bị thương nặng.